Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng, trưởng ban hành động hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh đã họp với các thành viên ban chỉ đạo để triển khai mục tiêu nhiệm vụ của ban trong năm 2024. Năm vừa qua, tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp Đồng Nai đã triển khai nhiều chương trình hoạt động hỗ trợ. Các lĩnh vực như tín dụng, thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, đăng ký doanh nghiệp, gặp gỡ, đối thoại, xây dựng môi trường kinh doanh cũng đã được tỉnh quan tâm. Tuy nhiên, trên thực tế, doanh nghiệp vẫn cần nhiều hơn sự hỗ trợ từ địa phương, các sở ngành để có thể hồi phục và phát triển. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng đề nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, Thường trực ban sớm kiện toàn lại ban hành động hỗ trợ doanh nghiệp, xây dựng quy chế làm việc của ban để đưa các hoạt động đi vào thực chất. Bên cạnh đó, các ngành rà soát nhu cầu doanh nghiệp từng nhóm ngành nghề, hiệp hội ngành nghề có nhu cầu gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo tỉnh, từ đó lựa chọn đưa vào chương trình hoạt động của năm. Trước mắt, Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với các đơn vị chuẩn bị tốt cho việc gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp trong nước và hợp tác xã, tổ chức gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp FDI vào cuối tháng 3 tới.